Hôm nay bên em có chiếc xe này và em Trâm sẽ trực tiếp quay lên cho bác xem. Chiếc xe được mang tên là Mazda 3, số tự động, đời 2009 các bác nhá. Con này bản đủ, có điều hòa auto. Đây các bác xem, điều hòa auto này. Đấy. Rồi ở đây có khóa khiển này, đúng không ạ? Có túi khen toàn và vô lăng tích hợp tím điều khiển âm thanh nhá. Đấy, vô lăng đẹp này. Đấy, ghế da xịn, cao cấp nguyên bản theo xe, vẫn còn rất đẹp luôn. Đấy, do xe chạy ít cho nên là ghế mới được đẹp như thế này các bác nhá. Ghế đẹp chưa, đúng không ạ? Ghế lái mà còn đẹp thế này rồi thì tất nhiên là những cái ghế khác sẽ rất là đẹp. Đây các bác xem, những cái vị trí móc khóa của xe rất là sáng này. Đây ghế này, ghế phụ này. Cả ghế đằng sau nữa nhá, rất mới luôn. Còn đây là cái phần tắp nô. Em đang quay sơ sơ cho bác xem đây. Con này nhập khẩu nguyên chiếc và với động cơ máy 2.0. Đấy, với nước sơn là màu ghi bạc và cũng đã được dán tem rồi. Đấy, con này form mới các bác nhá. Từ 2008 trở lên thì những chiếc xe Mazda 3 cũng đã được thiết kế cái phần đèn nó khác biệt rồi. Đấy, nội thất của xe thì cũng có khác một chút. Còn đây là phía sau nha các bác. Con này biển 98 gốc Hà Nội. Các bác mua về Hà Nội, mua về Sài Gòn ok, mình không mất tiền biển đâu. Đấy, không mất hơn 20 triệu đâu. Mà khi mình ra tên ấy, chỉ mất có mấy triệu thôi nhá. Lốp dày, đấy, la sóng đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa và có cả phanh ABS, tất cả 4 bánh các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện được nằm ở khu vực này. Đây. Đấy, phần tắp đi kính cửa xe đây, rất đẹp luôn đúng không ạ? Những cái móc khóa các bác nhìn này. Đấy. Còn vàng ươm. Đấy, tắp nô của xe đây nhá. Con này keo chỉ zin, cam kết cho tất cả các bác là chiếc xe không có lỗi đâm đụng tai nạn. Đây ạ, hàng ghế phía sau đây các bác nhìn này, hàng ghế rất là căng luôn nhá. Và số tiền của chiếc xe này là chưa tới 300 triệu đâu. À, bác nào đang có cái tầm tiền mà dưới 300 triệu, hơn 200 triệu đấy ạ, mình mua chiếc xe này về rất là ok đây. Đấy, rất là bền này. Dòng này thì rất là bền rồi và chạy nó đầm chắc các bác nhá. Đấy, trang bị có cửa sổ trời này. Đấy, bàn đủ mà đúng không ạ? Đấy, sẽ có cửa sổ trời nhá. À, con này số vẫn zin và cái củ máy dưới của xe là vẫn còn zin nha các bác. Đấy, nội thất của xe vẫn zin. Thân vỏ xe là cũng chưa bị gò lắm gì. Đây các bác nghe này, thân vỏ xe. Đấy. Không bị bả, mặt ít các bác nhá. Dạ vâng. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết mời toàn thể các bác xem về chiếc xe này của bên em. Bác nào quan tâm alo sớm để được chốt giá đẹp nhá. Chốt giá đẹp cho con xe này. Dạ vâng, em quay này. Đây các bác xem. Đây mép cửa đây. Đấy, chỗ phần trên này thì hơi bẩn một chút. Đấy, em chưa lau đi. Lau nó sẽ sạch như ở dưới thôi các bác nhá. Đấy, sạch như ở dưới này này. Đấy. Nội thất của xe được trang bị bằng chất liệu da kết hợp với lại nhựa. Đấy, hoàn toàn là màu đen. Gần như là toàn bộ màu đen luôn, đúng không ạ? Chỗ này không bị xấu kém đấy các bác này. Chỗ này bám nắm nhiều như vậy nó còn không bị xấu kém này. Đấy, tay nắm bám đây nhá. Âm thanh nghe rất là hay. Vách cửa đẹp, không bị han và không bị mục, không bị mọt các bác nhá. Đây, vách cửa tiếp này, ok chưa ạ? Gioăng cửa rất đẹp. Xe nhập khẩu nguyên chiếc cả con luôn các bác nhá, chứ không phải là nhập linh kiện về lắp ráp đâu, mà nhập khẩu nguyên chiếc cả con luôn. Đây có xem những vị trí này, đây, đẹp chưa? Nhiều con là bị sờn, bị rách, bị nứt rồi. Con này của em là chưa bị sờn rách, chưa bị nứt các bác nhá. Đây, đây nữa này các bác này. Đấy. Rất ok luôn, lái nhẹ, phanh ăn, số nhẹ, số nhảy rất là ngọt. Máy số rất ngon nhá, bên em đã kiểm tra rồi. Đấy, chỗ này trang bị có những cái đây phanh tay và hộp đồ đây, hộp đồ nữa này. Điều hòa lạnh sâu, có cả chế độ nóng luôn. Đây tắp nô đây nhá. Trần của xe thì vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe. Vẫn là trần nỉ nguyên bản nha các bác. Rồi, vâng, em bắt đầu quay tiếp theo những vị trí nữa này. Đấy, mép cửa đây. Dòng này thân xác của nó cũng khá là nặng. Đấy. Và nó rất là dày dặn, cứng cáp các bác nhá. Nó nặng hơn Vios một ít. Nó nặng hơn Vios một ít ạ.
Con này là dòng phân khúc hạng C mà, đúng không ạ? Đây là khu vực phía sau mà em đang quay giới thiệu tới các bác đây. Đấy, hàng ghế phía sau đây nhá, hàng ghế rất đẹp luôn này. Hoàn toàn là không bị sứt hay là bị nứt chỗ nào cả. Đây các bác xem, không nói gì đến rách các bác nhá. Đấy, còn đây là phần khu vực mình để chân này. Đấy, những con ốc chân ghế của xe vẫn còn khá đẹp. Đây các bác xem, rất đẹp luôn. Cột kèo đinh tán zin nhá. Bên em kiểm tra hết rồi, kiểm tra toàn bộ, kể cả như là về giấy tờ nữa rồi, các bác yên tâm. Kính của xe được bọc dán phim cách nhiệt, các bác thấy là màu đen đúng không ạ? Bọc dán xung quanh rồi nhá. Thân vỏ căng đều, đây các bác xem là nó còn rất là đều và khít đúng không ạ? Đây các bác xem này, thân vỏ xe như vậy đấy ạ. Có cảm biến lùi nhá, rồi có camera lùi nhá. Cái ống xả của chiếc xe bên em hỗ trợ sang tên và hỗ trợ vận chuyển tới toàn thể các bác là ở trên toàn quốc. Các bác mua xe bên em thì bên em hỗ trợ cho đầy đủ hết nhé. Các bác chỉ cần là ngồi ở nhà thôi, mọi thứ để bên em lo cho. Vâng, mấy anh em xem xe. Vâng, đây các bác xem nữa đây. Đấy, mép cửa đây. Những con bu lông ốc vít ở cái phần khóa các bác nhìn này vẫn còn đen xì không bị han đúng không ạ? Đây nữa này, vách cửa này, sàn bọc da, có lót thảm trải sàn ở trên rồi, gioăng khung, gioăng cánh rồi à, những cái gioăng ở mép đây các bác nhìn này nó không bị sứt gì đúng không ạ, không bị rách nhá. Đây quay gần này, này táp lô đây. Mình mua chiếc xe này về đi luôn thôi nhá, không phải sửa gì đâu, chỉ việc dùng thôi. Để tiếp tục đây các bác xem này. Đấy, các bác xem nhá, các bác thấy xe ok không ạ? Nó sạch sẽ và gọn gàng. Gioăng cửa của xe kể cả như cái chỗ này vẫn còn đẹp này đúng không ạ? Đấy, móc khóa đẹp này. Vâng, đây nữa này. Đấy, vách cửa đây nhá. Đấy, đóng cửa thì các bác có thể nghe thấy là nó rất là nhẹ nhàng và khít đúng không ạ? Đây các bác xem. Dòng xe Mazda 3 là một trong những dòng thì các bác biết là nó rất là lành bền đúng không ạ? Và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí khi sau này các bác dùng. Ở đây các bác nhá, mình xem này. Bây giờ thì em sẽ quay gầm và quay đến phần máy, rồi cái phần đầu chưa quay đúng không ạ? Thì em sẽ quay luôn. Đây là phần gầm nhé. Đây, đây là dưới gầm nhé. Gầm sàn đẹp này, không một mọt các bác nhé. Vâng, tiếp theo. Đấy, xong là một vài vị trí thì nó hơi đốm ham một chút thôi, không đáng kể gì đâu. Ngay bây giờ là đến phần động cơ khoang máy của chiếc xe Mazda 3 này. Bên em nhiều xe lắm các bạn, đây các bác xem này, rất là nhiều xe luôn, đa dạng chủng loại và mẫu mã. Đấy, trên dưới tầm tiền là 100 cho tính cho đến được gần 1 tỷ đồng các bác nhá, rất là nhiều. Bên em có mua, có bán và có đổi các xe. Các bác đến trực tiếp hoặc là bên em sẽ đến tận nơi đổi và thu mua, hoặc là ship xe đến tận nhà cho các bác được nhé. Đây là phần đầu của chiếc xe. Thì đèn pha các bác thấy là có đèn đèn bi siêu sáng này. Đúng không ạ? Đèn bi siêu sáng luôn. Lốp dày và khám dài đến tận tháng 7 năm 22. Đấy, xe có lớp sơn sáng bóng sạch sẽ này. Tôi em các bác xem động cơ của máy của xe này. Các bác đang quan tâm đến một trong những chiếc xe của bên em, các bác liên hệ cho bên em theo ba số điện thoại là 093 8586307 và 0389 000 555
và số 0335838389 các bác nhá. Đấy, 3 số thì các bác gọi theo số nào cũng được. Đấy. Ưu tiên gọi hai số đầu, nhưng mà nếu hai số đầu mà bị bận thì các bác có thể là gọi cho số về sau, số thứ ba các bác nhá. Đây động cơ khoang máy của xe đây ạ, em quay cho mình xem. Với động cơ máy 2.0 nhá. Chưa tới 300 triệu các bác mua được chiếc xe Mazda 3 này được dùng rồi. Máy số thì các bác yên tâm. Các bác yên tâm về máy số nhá. Bên em đã kiểm tra rồi. Đấy, củ máy ở dưới của xe là vẫn còn zin. Số vẫn zin. Thân vỏ đẹp. Các bác mua về dùng luôn, dùng ngay. Những vấn đề thắc mắc và những cái băn khoăn của các bác muốn cần phải giải đáp thì bên em sẽ làm sao nhiệt tình giải đáp cho các bác nhé. Các bác cứ alo bên em, kết nối Zalo để được xem thêm hình và video và giấy tờ hoặc là gì đó đúng không ạ các bác nhé. Dạ vâng, em xin chào tạm biệt ạ.